có ai đã xem bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua chưa? Thì những ngày vừa qua thì mình có may mắn được xem suất chiếu sớm bộ phim này. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem bộ phim này nhé. Thì quả thật là từ khi có trailer thì mình đã bắt đầu hứng thú với bộ phim này rồi. Thì mình nghĩ đây là một bộ phim đáng xem vì những lý do sau đây. Là thứ nhất, phim sẽ được chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Ánh, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và thứ hai là chúng ta sẽ được gặp lại ekip của bộ phim Em Là Bà Nội Của Anh, là đạo diễn Phan Gia Nhật Linh nè, rồi Miu Lê nè, rồi Ngô Kiến Huy. Những cái tên cũng gây sức hút trong thời gian vừa qua để khiến chúng ta đến xem bộ phim này. Và thứ ba là mình nghe nói là trong phim này có rất nhiều ca khúc thập niên 90 của anh Hai Lam Trường sẽ được lồng ghép trong bộ phim này. Và lý do nữa để chúng ta đến xem bộ phim này là có sự góp mặt khách mời của chị ca sĩ Ngọc Linh. Rất lâu rồi chị mới tái xuất và chị sẽ hát các khúc tình thơ trong bộ phim này. Và khi mình đã xem bộ phim này rồi thì cảm nhận của mình là như sau. Thì phim rất là trong trẻo các bạn, thì giống như là một phim học sinh thiếu nhi luôn, rất là trong trẻo, giống như vậy như Kính Bạn Hoa chẳng hạn. Thì mình sẽ thấy được là thời học sinh của chúng ta, nhớ lại kỷ niệm của chúng ta thời học sinh cấp 3 các bạn. Phim thì có những kỹ xảo 3D lồng ghép vào rất là hấp dẫn. Ví dụ như là khi Miu Lê bước vào lớp á, thì những cái trong lớp á, sẽ nở rộ bông hoa rồi bướm này kia, nó rất là đẹp mắt. Trong đây có anh chàng tên là Thư thì ảnh hay cứ tưởng tượng cái này cái kia. Thì phim đã sử dụng một kỹ xảo 3D để biến cái tưởng tượng của anh này thành những cái kỹ xảo rất là đẹp mắt. Thì nó cũng là một phần thu hút của phim các bạn. Nhưng mà thì trong phim này sử dụng hơi nhiều. Ví dụ những cảnh quay flycam chẳng hạn thì nó đã đẹp sẵn rồi, thì nó lại có nhiều cái 3D lồng vào thì nó lại không có đẹp. Sự trở lại lần này của Miu Lê thì các bạn sẽ thấy là Miu Lê sẽ hóa thân vào cái cô nàng Việt An, là cô Tiểu Ly thời bé mà sau này Thư có gì gặp lại đó. Thì Miu Lê hóa thân vào những nhân vật này, một nữ sinh rất là trong sáng. Thì nói chung là Miu Lê diễn giống như là không diễn nha các bạn, rất là tự nhiên ha. Ngoài ra còn có Ngô Kiến Huy cũng là một cái anh chàng nói chung là láo lĩnh á, thì giống như là cũng giống như ngoài đời của anh chàng này luôn. Thì mình nghĩ tới cái vai diễn của Miu Lê với lại Ngô Kiến Huy thì nó rất là hợp với vai của họ ngoài đời, nên là khi mình xem thì mình cảm nhận được là sự diễn xuất của họ trong bộ phim này như đâu đi đóng giày các bạn, rất là hợp vai ha. Ngoài những nhân vật chính trong bộ phim thì trong đây cũng có hai nhân vật chính, đó là hai đứa bé thời thơ ấu của hai nhân vật chính các bạn. Thì hai bé này diễn xuất cũng rất là đạt, thì khi xem phim chúng ta cảm thấy rất là thích thú với hai đứa bé này, rất là dễ thương, rất là ngây thơ, cũng là một điểm nhấn của phim. Khi xem bộ phim chúng ta sẽ lại được nghe lại những ca khúc thời xưa. Nói chung là khi mà đang coi mà xem những ca khúc đó rất thích các bạn. Mở đài FM radio lên đó thì có những cái khúc mà mình nghe được vang, mình nhớ rất là nhiều kỷ niệm ngày xưa ha. Rất chung rất là thích. Ví dụ như có một số bài, ví dụ như của anh Hai Lam Trường nè, rồi có bài Người Ta Nói này kia đó. Thì có một bài ca sĩ khách mời đó chính là chị ca sĩ Ngọc Linh, cũng là khách mời trong bộ phim này. Rồi có ca sĩ Trúc Nhân nữa các bạn. Ca sĩ Trúc Nhân cũng tham gia một vài phân đoạn trong phim. Nói về bối cảnh thì lần trước chúng ta đã có dịp xem một phim Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, cũng do nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cũng dựa theo kịch bản đó. Có những cảnh quay rất là đẹp đúng không các bạn? Thì lần này trong bộ phim này cũng có những cảnh quay rất là đẹp của Việt Nam. Như mình nghe nói là quay ở Hội An á, những cái cảnh rất là đẹp các bạn, những cảnh rừng núi rất là hoang sơ, rất là đẹp luôn. Thì cũng có một số bạn sẽ không thích bộ phim này, lý do là khi chúng ta đã từng đọc những cái cuốn truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh á, thì cái thời của chúng ta thì chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ nha các bạn, những cái ví dụ mình đọc sẽ tưởng tượng ra những cái bối cảnh, những cái gì đó do của riêng mình tưởng tượng ra. Thì có thể là khi xem phim chúng ta sẽ thấy nó khác quá do với trí tưởng tượng của mỗi người á, thì có một số bạn không thích. Mà nhìn chung thì đây là một bộ phim rất là đáng xem, rất là nhẹ nhàng, hài hước cũng có. Rồi nói chung là phim gì học đường, các bạn thấy là sẽ có những cảm xúc riêng đúng không?
cũng có cảm động, cũng có là buồn, cũng có vui, cũng có rất là nhiều cảm xúc. Thì mình nghĩ trong cái dịp hè này thì chúng ta nên xem bộ phim Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và mình cũng hy vọng các bạn sẽ xem bộ phim này thôi. Và chúc các bạn có những ngày thưởng thức phim vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim sau.